Hàng trăm người dân tại các tỉnh thành phía Nam đang đứng ngồi không yên vì đầu tư góp vốn vào các quán và quầy cà phê mang đi của ST Coffee, nhưng gần 4 tháng nay lại chưa nhận được cả tiền gốc và lãi như cam kết ban đầu của giám đốc đầu tư. Cũng theo các nhà đầu tư góp vốn, ST Coffee cam kết trả vốn lẫn lãi hàng tháng, nhưng đến nay thì không liên lạc được với giám đốc, khiến nỗi lo mất vốn lại càng tăng gấp bội. Bỏ ra gần 400 triệu đầu tư góp vốn bán cà phê với Estis Coffee với cam kết Estis Coffee sẽ trả tiền vốn và lãi hàng tháng. Thế nhưng nhiều tháng nay, anh Sang mới nhận về tiền vốn và lãi của một tháng đầu tiên sau góp vốn. Không chỉ anh Sang mà hàng trăm nhà đầu tư suốt mấy tháng qua đã không nhận được bất cứ khoản tiền gốc và lãi hàng tháng như cam kết ban đầu của Estis Coffee. Giờ kế toán bận quá, nhiều khách hàng quá, kế toán bận cho nên họ chi trả khá là chậm. Nhưng mà em cũng nhận được đúng 20 triệu, chứ 1 triệu của tháng 5 nữa là tổng cộng khoảng 21 triệu cho cái hợp đồng thứ nhất. Hợp đồng thứ hai là hầu như chưa nhận được, không tiền nào hết. Lãi là hơn triệu à, thì sau đó là từ thời điểm đó đến nay thì mỗi tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì bên công ty đều gửi cho một cái công văn thông báo là tạm ngưng chi trả vì ảnh hưởng của dịch. Những tháng đầu tiên, Estis Coffee trả lãi và vốn rất nhanh chóng theo đúng hợp đồng. Đặc biệt, số tiền lãi và vốn mà Estis Coffee cam kết trả cao nên nhiều nhà đầu tư quyết định xuống tay rót thêm tiền để tiếp tục góp vốn đầu tư. Chi trả gốc hàng tháng là 15 triệu, cộng với lãi 5 triệu là 20 triệu một tháng. 20 triệu một tháng vậy là tức mình nâng cho 12 tháng, tức là mình sẽ thu về là 240 triệu một năm. Thì con số nó trên lệch thì dao động tầm khoảng 60 triệu cho một hợp đồng. Quyết định đầu tư vào ngày 31 tháng 5 thì sang ngày 1 tháng 6 thì 1 tháng 6 là em là có lợi nhuận luôn, mình xuống thêm một hợp đồng nữa. Sau nhiều tháng không nhận được vốn và lãi như cam kết, mới đây Estis Coffee đã thông báo hủy hợp đồng. Các nhà đầu tư góp vốn đã tập hợp lại và nhận thấy nhiều điều bất thường từ hợp đồng góp vốn đầu tư quán và xe cà phê từ Estis Coffee. Gọi điện cho lên tất cả các bạn nhân viên trong văn phòng luôn, từ bạn kế toán cho đến bạn gì nọ luôn. Thì nếu gọi về phía Đạt á, thì không hề bắt máy, đổ chuông nhưng không bắt máy, không trả lời, không đẹp tin nhắn của ai hết. Về phía mà các bạn nhân viên á, thì khi liên hệ thì các bạn ấy, một á, là gia đình em cũng đầu tư vào, em cũng là nạn nhân. Còn hai á, là em nghỉ lâu rồi, em không làm việc cho Estic nữa. Nhưng có nhiều anh chị nhà đầu tư người ta xác thực được cái việc là mấy bạn đó vẫn làm cho đến thời điểm gần thời điểm đó xác nhất. Hiện trên các trang tìm kiếm, quán cà phê Estis Coffee tại thành phố Hồ Chí Minh trong trạng thái bị đóng vĩnh viễn hoặc tạm thời đóng cửa. Hiện trường tại quán thì đã treo bảng đóng cửa, cho thuê nhà hoặc đang sửa chữa lại để chuẩn bị mở thành thương hiệu khác. Các nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo tập thể lên công an về việc Estis Coffee giam vốn của người dân.